Dạ vâng. Lời đầu tiên Giới Nam gửi lời chào đến tất cả anh em. Và hôm nay thì là tháng thứ 5 và chính là bài số 8. Đây anh em đây, bài số 8 đây. Bài số 8 chính là tháng thứ 5. Chúng ta đã đi được 8 bài rồi. Thì tôi muốn lưu ý trong 8 bài này ấy, thì cái bài số 2 ấy, à bài số 3 quên mất, nhầm, xin lỗi, là cái bài khởi động. Trước khi tập phục hồi dây đứt bán phần dây chằng chéo, đứt bán phần dây chằng chéo và khởi động khi ra sân đá bóng thì tôi đã nói ở bài số 3. Anh em nên tham khảo qua bài số 3 để có cái khởi động tốt nhất khi vào bắt đầu bài số 8 này. Thì khởi động thì tôi nói qua lại một chút. Nó vẫn là cơ bản và nâng cao. Nếu mà anh em trong cái bài số 8 này ấy, là tôi sẽ nói đi vào chuyên sâu và chi tiết thì có thể nó mất thời gian, mà anh em ngại ấy, anh em muốn xem là cái bài số 8 này mình nên tập cái số liệu như nào thì em kích vào cái bài thì nó có cái nội dung ở bên dưới, thì tôi đã ghi rất là rõ là tập cơ nào như nào, cơ trước cơ sau, rồi là tập trụ như nào, thì anh em đều thấy có số liệu ở dưới rồi, anh em có thể nhìn qua đấy, anh em về để anh em đi tập cho nó chuẩn, chứ còn để nghe tôi nói này nó hơi mất thời gian. Thì tôi bắt đầu nói cái bài số 8 này như sau. Bài số 8 này nó chính là cái tháng số 5. Ngày trước ấy, bản thân tôi cũng bị đứt bán phần, thì cái tháng thứ tư và tôi đã bắt đầu đi đá bóng rồi, và tháng thứ năm tôi bắt đầu đá bóng rồi. Nhưng mà tôi đá thì cứ ngày nào tôi đi tập thì hôm sau tôi đi đá, có nghĩa là chiều hôm nay tôi tập thì sáng mai tôi đá, bởi vì là tôi đá vào buổi sáng. Còn nếu mà các bạn đá vào buổi chiều thì cũng có thể là các bạn chịu khó ra sân sớm một tí để các bạn khởi động cho thật kỹ vào. Thì khởi động như nào, bài số 3 tôi đã nói rồi, anh em nên khởi động đứng lên ngồi xuống thật sâu, và anh em khởi động cho nó như đầu gối ra anh em mới đá thì anh em sẽ không bị đau. Còn nếu anh em mà khởi động không bị như đầu gối ra, anh em đá là rất dễ bị đau đấy. Và như trước tôi đã từng là có lần tôi đá mà tôi đau, mà tôi cố đá thì nó ảnh hưởng đến cái khớp háng này anh em ạ, tức là bởi vì cái gối này nó không linh động, nó không linh động trong những pha giao tiếp ấy, thì bắt buộc nó phải đẩy cái trụ của nó lên cái háng của tôi, cho nên tôi bị đau cái cơ háng này một chút. Thời điểm tôi không, cái thời điểm trước ấy, tức là thời điểm tôi bị đứt mà tôi không chưa đi tập phục hồi ấy, là tôi vẫn cố đi đá, thì về thì hôm thì đau ở đây, hôm thì đau ở trên háng, thì về tôi phân tích ra tôi mới hiểu rằng là bởi vì cái cơ đầu gối của tôi nó yếu, cho nên là bắt buộc là nó phải dùng cơ háng để nó đỡ. Ví dụ như là khi tôi tiếp đất như này, giả sử nếu người bình thường thì khi tiếp đất nó có thể trùng co như này là chuyện bình thường đúng không ạ, bình thường là nó phải co được như thế này rất nhiều lần, nhưng bởi vì chân mình đau mình không co được như thế này, cho nên bắt buộc mình phải co chỉ được như này thôi, thì đồng nghĩa việc nó sẽ dồn thẳng lên khớp háng của ta, cho nên là tôi bị đau khớp háng. Đó. Thế thì cái tháng thứ, cái bài số 8 này chính là tháng thứ 5, thì cũng chỉ tập những cơ này, cơ trước này, cơ sau này, ra phòng gym hỏi họ nhé, cơ trước này, cơ sau này, hoặc là chúng ta chỉ cần tập qua những bài kia, thì những cái vấn đề này tôi nghĩ không cần phải nói lại nữa. Thì cơ trước, cơ sau và đạp tạ và tập trụ theo vòng tròn này, cơ trước tập trước nhé. Thì cái cơ trước ở cái bài số 8 này thì là tôi tập ở đây là 20 lần. Nhầm, xin lỗi. 20kg là phát đầu tiên. Và 20kg ấy tôi sẽ đi đều luôn từ cơ trước này, xong đến cơ sau này, xong đến đạp tạ này. Đạp tạ mỗi bên 20 nhé. Mỗi bên 20. Và cuối cùng là tập trụ. Thì riêng tập trụ ở cái tháng này ấy, là tôi tập lên 7 cân một bên. Phát thứ nhất và đi 10 bước về đằng trước và quay ngược lại 10 bước, tổng 20 bước. Thế tôi đi thành một vòng tròn là gì? Tập cơ trước này, cơ sau này, đạp này và gì? Đến cơ trụ. Thì cái với cơ trước ấy thì trong cái bài tập số 8 này ấy, thì tôi tập 30 nhát. Anh em nhé, tôi tập có 30 nhát thôi, không tập 40 50 như trước nữa. Vì lần này mình đẩy lên 20 cân rồi, cho nên mình không tập nhiều được. Mình tập 30 nhát và cái mức thứ hai mà tôi làm ấy sẽ là mức không phải là 25 mà tôi tăng lên 10 cân. Từ 20 cân tăng lên 30 cân. Và 30 cân cũng xoay vòng tròn. Đó, thì 30 cân thì lần này tôi không tập 30 nhát nữa mà tôi tập xuống còn có 20 nhát thôi. Anh em nhé, cái cơ trước này tôi chỉ tập 20 nhát. Cơ sau này tôi chỉ tập 15 nhát thôi. Và đạp tạ tôi vẫn tập 20 nhát. Còn về cái tập trụ ấy, tập trụ là tập mà chúng ta bước ra đằng trước này, cầm hai tạ hai bên này, 7 cân thì là gì? 20 bước. Còn phát thứ hai là gì? 10 cân, mỗi bên 10 cân.
thì gì, tập trụ chúng ta phải để ý này, chân này, chân bước rộng, khoảng cách hai chân thật là rộng nhá, rộng và hạ thấp trọng tâm người xuống, người thẳng đứng, người thẳng đứng nhá, chân trên cũng vuông mà chân dưới lại phải vuông, đây là điều kiện tập trụ để cho cả hai trụ cùng hoạt động. Đó. Thì tôi tập trụ thì cái phát thứ hai là tôi tập là mỗi bên 10 cân và phát thứ ba là mỗi bên 12 cân. Đấy là tháng thứ 5. Đó, thì cứ theo vòng tròn trước, sau rồi đến đạp tạ rồi đến trụ. Đó. Thì cái phát thứ ba là 40 cân. 40 cân ấy thì cái cơ trước của tôi ấy, thì tôi vẫn tập 20 nhát. Cơ sau tôi chỉ tập 15 nhát, thậm chí 12 nhát cũng được. Nhá. Còn đạp tạ vẫn là gì? Đạp tạ ở đây là tôi vẫn đang tập là đạp tạ tôi vẫn đang tập đây là gì? 20 nhát. Tức là cái đạp tạ ấy, mỗi bên ấy, hai bên này này. Lúc đó là hai bên là mỗi bên là chúng ta là 40 cân rồi. Thì tôi đạp 20 nhát, không đạp nhiều, chỉ đạp 20 nhát thôi. Nhá. Đấy thì có thể cái tháng này ấy, cái vấn đề về đạp tạ như này này. Chúng ta sẽ giảm bớt đi, không đạp nhiều nữa, bởi vì khi này là tôi bắt đầu tập sang tập trụ mạnh rồi, cho nên là cái đạp tạ tôi sẽ giảm đi để đỡ mất thời gian. Làm sao chúng ta chỉ mất khoảng 60 đến 80 phút là cùng, không được tập quá lâu. Đấy, anh em vừa tập vừa nghe ngóng nhá. Thì đấy thì trong cái bài thứ 8 này nó chính là cái tháng số 5. Tháng số 5 thì tôi đã nói, nhưng mà cái vấn đề thành công hay không là phụ thuộc vào anh em. Anh em phải thực sự kiên trì. Và đây chỉ là những cái chia sẻ của một mình tôi thôi. Cái cơ địa của tôi thôi, còn anh em tôi cũng chưa nắm bắt được cụ thể như nào, thì anh em có thể inbox cho tôi để có gì anh em cùng tập. Vì bản thân tôi bây giờ mới được khoảng 90%. Tôi có đá bóng được bình thường. Nhưng mà để nói khi mà vác nặng ở trên vai ấy, hoặc là khi có những cái pha mà cần phải đột xuất ấy, là nó thực sự là tôi cũng chưa dám tham gia. Còn bứt tốc chạy thì tôi chạy bình thường, tôi có thể chạy rất nhanh, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có những pha bất ngờ tôi vẫn phải gờ chân, và thậm chí tôi phải tập ngã. Anh em phải chú ý nhé, trong đá bóng ấy, là cần phải tập ngã. Bởi vì là lý do bị đứt dây chằng là do trụ. Trụ yếu là bị đứt, nhưng mà trụ yếu mà cố gắng giữ ấy, thì sẽ đứt. Anh em thấy Đỗ Duy Mạnh cũng tương tự. Khi mà đá quả bóng lên hạ trụ xuống thì sao? Đỗ Duy Mạnh hạ trụ xuống và bị kích, đâm ra là dồn toàn bộ trọng lực sang cái trụ. Và Đỗ Duy Mạnh cố gắng giữ trụ, cho nên là Đỗ Duy Mạnh mới bị đứt trụ. Cho nên như trường hợp đấy, giả sử Đỗ Duy Mạnh mà đá xong quả bóng rồi mà hạ chân xuống mà thấy cảm thấy không nên cần phải để trụ nữa thì nên ngã ra, thì quả đấy thì nó sẽ không đứt. Nhưng mà vì không ngã ra cho nên mới đứt. Đấy, cho nên anh em cũng phải để ý cái vấn đề này. Đấy. Và ngoài ra, cái tập đứt bán phần dây chằng phục hồi này thì anh em bắt buộc phải đi giày mềm khi đá bóng. Bắt buộc phải tìm giày mềm đá ở sân nhân tạo, vì sân nhân tạo rất là cứng. Đấy là điều kiện bắt buộc, anh em phải thực sự chú ý. Hoặc đá sân tự nhiên là tốt nhất, đá sân tự nhiên sẽ không đau. Nhưng nếu anh em đá sân nhân tạo, bắt buộc anh em phải tìm giày thực sự là mềm. Đấy thì bài số 8 của tôi thì cơ bản tôi cũng đã giới thiệu xong. Và sang bài sau là bài số 9, chính là tháng 6, là gần như là tháng cuối cùng của tập phục hồi. Thế thì anh em chú ý đón xem nhé. Nếu anh em không muốn nghe, anh em có thể kích vào cái nội dung nó soạt bên dưới thì sẽ có một loạt các đường link, anh em có thể xem đường link đó. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở bài sau.